Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ngày này năm xưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, và sau đây sẽ là những sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vào ngày 26 tháng 1. Thưa quý vị, sau khi mất 13 thuộc địa tại Bắc Mỹ vào năm 1780, chính phủ Anh cử một hạm đội đệ nhất hạm đội dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Arthur Phillips đi thiết lập một thuộc địa lưu đày mới tại New Sorrow, một trại được lập ra và quốc kỳ được kéo lên tại Sydney Coral bởi Paul Jackson vào ngày 26 tháng 1 năm 1788, và ngày này đã trở thành quốc khánh của Úc. Tên gọi Australia bắt nguồn từ Australis trong tiếng Anh có nghĩa là phương Nam. Năm 1770, James Cook đi thuyền dọc theo và vẽ bản đồ bờ biển phía đông. Ông định danh cho nó là New Sorrow và tuyên bố chủ quyền cho nước Anh. Ngày 26 tháng 1 năm 1788, một hạm đội của Anh quốc dưới quyền của Arthur Phillips đổ bộ lên Pearl Section. Một khu định cư của Anh quốc được thiết lập tại đất Van Diemen, nay là Tasmania, vào năm 1803, và đảo này trở thành một thuộc địa riêng biệt vào năm 1825. Anh quốc chính thức tuyên bố chủ quyền đối với Tây Úc vào năm 1828, lãnh thổ phương Bắc được tách ra từ Nam Úc và thành lập vào năm 1911. Nam Úc được thành lập với tình trạng là một tỉnh tự do, nơi này chưa từng là một thuộc địa lưu đày. Victoria và Tây Úc cũng được thành lập với tình trạng tự do, song về sau chấp nhận các tù nhân được vận chuyển đến. Những người định cư tại New South Wales tiến hành một chiến dịch mà cuối cùng dẫn đến việc chấm dứt vận chuyển tù nhân đến thuộc địa này. Thưa quý vị, Kunina là viên kim cương không đối thủ, được phát hiện vào ngày 26 tháng 1 năm 1905 tại mỏ khai thác của tập đoàn kim cương Thomas Kunina ở Trenrell, miền Nam Châu Phi. Viên kim cương Kunina cho tới nay vẫn chưa tìm được đối thủ cạnh tranh về kích cỡ ban đầu. Với trọng lượng 621 gram, chiều dài là 11 cm, Kunina là viên kim cương không màu lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ nước Cộng hòa Trenrell, nay là một tỉnh thuộc Nam Phi, lo sợ bọn trộm sẽ bày mưu để chiếm đoạt viên Kunina, nên năm 1907 đã dâng tặng cho vua nước Anh là Edward đệ nhất nhân dịp sinh nhật. Để chuyển một viên đá quý sang Anh mà không gặp phải tai nạn cướp biển, vị cố vấn của vua Edward đệ nhất đã bày ra một kế hoạch để đánh lạc hướng. Viên kim cương Kunina được đóng gói bình thường và gửi theo đường bưu điện tới một địa chỉ bí mật ở Anh. Trong khi đó, người của chính quyền Trenrell khuân một chiếc hòm nạm chì và có dán dấu niêm phong quốc gia lên một chiến thuyền của Hoàng gia Anh đậu sẵn ngoài khơi Trenrell. Kế hoạch thành công mỹ mãn, vua Edward đệ nhất trở thành người sở hữu viên kim cương quý giá nhất thế giới. Sau để phân tán lòng tham của bọn trộm, tháng 2 năm 1908, nhà cắt đá quý nổi tiếng thế giới là Joseph Archer đã cắt thành công viên Kunina thành nhiều viên kim cương nhỏ, trong đó viên kim cương lớn nhất là Kunina 1, về sau được đặt tên là ngôi sao vĩ đại châu Phi, nặng 530 carat, và viên Kunina 2 sau được đổi tên là vì sao Lesser của châu Phi, nặng 317 carat cùng 96 viên kim cương nhỏ khác. Hiện một phần của viên kim cương Kunina được trưng bày tại tòa tháp thành London, Anh. Thưa quý vị, Saint Petersburg, tức là thành phố Thánh Petro, là một thành phố của Liên bang Nga. Đây là thành phố thứ nhì và cũng là cố đô của đế quốc Nga. Trải qua nhiều biến động lịch sử, tên thành phố đã bị thay đổi nhiều lần. Đầu tiên, thành phố có tên là Saint Petersburg. Khi chiến tranh nổ ra, thành phố đổi tên thành thành phố Petrograd. Đến ngày 26 tháng 1 năm 1924, thành phố đổi tên thành Leningrad để tưởng nhớ công lao của Vladimir Ilyich Lenin. Đây là một nhà lãnh tụ vĩ đại của nước Nga Xô Viết. Saint Petersburg nằm trên một loạt đảo nhỏ trong châu thổ sông Neva. Con sông này thông với vịnh Phần Lan, tạo vị thế hải cảng cho Saint Petersburg. Trải qua nhiều thế kỷ, địa danh Saint Petersburg đã được đổi tên nhiều lần. Nguyên thủy là Saint Petersburg. Khi đệ nhất thế chiến nổ ra vào năm 1914, Nga bị Đức quốc xã xâm lăng, thì tên Petrograd được dùng để tránh nguyên gốc Đức. 10 năm sau thì lại loại bỏ tên Petrograd và thành phố được đặt tên lại là Leningrad vào ngày 26 tháng 1 năm 1924 để tưởng nhớ cố lãnh tụ Liên Xô Vladimir Ilyich Lenin. Đến năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, thì thành phố đã trở lại với cái tên ban đầu của nó là Saint Petersburg sau khi tổ chức trưng cầu dân ý.
Saint Petersburg là thành phố duy nhất trên trái đất được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới với hơn 3.700 di tích lịch sử văn hóa và đại diện cho nhiều phong cách và trường phái kiến trúc thế giới. Saint Petersburg được công nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ngày này năm xưa hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.